Chào thầy ạ. Chào các em. Chào thầy ạ. Đây, quý hóa quá. Vào trong này các em. Dạ vâng. Bà vào chuẩn bị cô ạ. Vâng, chào các em. Vào đây, vào đây. Vào đây. Dạ. Vào đây. Vào đây các em. Dạ vâng ạ. Các em ngồi xuống đi. Dạ vâng. Các em uống nước. Cô ạ. Các em uống nước đi. Dạ. Đưa cô cắt cho nào. Dạ, em cảm ơn cô ạ. Uống nước đi em. Dạ, em xin thầy. Uống nước đi em. Em xin thầy. Uống đi. Mời các em uống nước. Dạ, thưa thầy, hôm nay nhân ngày nhà giáo, chúng em đến thăm thầy. Dạ, gọi là có chút quà. Xin thầy nhận cho ạ. Các em đến chơi là quý lắm rồi. Dạ. Lại thêm quà cáp thế này. Thầy... Dạ thưa thầy, đã 2 năm trở lại đây, dạ thưa thầy, chúng em mới dám ghé thăm thầy, vì còn bận quá nhiều công việc trong cuộc sống ạ. Dạ thưa thầy, ơn thầy dạy dỗ từ hồi học cấp 3. Mỗi lần chúng em gặp nhau, vẫn nhắc đến thầy luôn ạ. Chỉ tiếc rằng hôm nay chúng em đến không được đông đủ, vì một số còn đang bận. Dạ sẽ đến sau ạ. Cảm ơn các em. Quý hóa quá. Mời các em uống nước. Dạ. Em ơi thầy uống nước ạ. Ấy, nghe bà con nói và cả trên đài khen ngợi quy mô làm ăn phát đạt của các anh lắm. Cả nhà tôi đều thấy thơm lây. Vừa rồi trúng lắm phải không? Nghe nói tập hợp được cả các cháu con thương binh làm mỹ nghệ nữa. Các anh giỏi thật đấy. Dạ xin cô ạ. Thế huy động được nguồn vốn ở đâu mà nhiều thế? Cũng là do một anh thương binh lo liệu giúp thầy ạ. Anh ấy bôn ba khắp nơi, có được chút vốn giàu cả cho bọn em. Bắt em với cậu Định vào tận Nha Trang học nghề nuôi tôm, làm đồ mỹ nghệ. Rồi mới giao vốn, giới thiệu việc làm ạ. Giỏi. Hắn nói vậy thôi, chứ chính hắn là ông chủ đấy thầy ạ. Bây giờ cơ ngơi tổ hợp của bọn em phải huy động hơn 40 công nhân thì mới làm hết việc ạ. Nhờ có các anh mà bà con trong làng có thêm công ăn việc làm, cuộc sống khá hơn trước. Cứ nghĩ mà buồn cho thằng Phú Quý nhà này. Cha mẹ đặt tên con là Phú Quý, nhưng nó lận đận hết sức. Thầy đừng nói đến anh Tòe đấy ạ. Thế lâu nay thầy có nắm được tin tức gì về nó không? Mỗi năm cận Tết nó đánh một lá thư ngắn gọn về nhà, bảo mọi người cứ yên tâm. Hỏi yên tâm làm sao được cơ chứ. Thầy biết tính nó rồi. Chữ xấu như gà bới, không dám viết dài, chỉ nghịch ngoạc vài dòng cho qua chuyện. Không chừng bôn ba mỏi cẳng, thằng Tòe trở về lại nhập hội chúng con. Được như vậy thì còn gì bằng. Tình cảm đồng đội của các anh thật đáng khâm phục. Cô Hằng ơi, cô có thư này. Thư của chú cô Nguyễn Phúc An. Tôn thượng, mọi năm Tết mới có thư, sao năm nay có sớm thế nhỉ? Thầy ơi, có thư của chú Quý đây này. Mày đi đâu từ sáng đến giờ? Lại đến nhà mụ Thao có phải không? Liệu hồn đấy. À này, mời bà sang nghe đọc thư của chú Quý. Dạ vâng ạ. Bà ơi, bà sang nghe thư của chú Quý đây này. Mẹ kính mến, con là thằng Tòe, xin lỗi mẹ và các anh chị về bức thư gửi sớm hơn thường lệ này. Con đã suy nghĩ kỹ và quyết định không ở trong này nữa. Nay mai sẽ về nhà cưới vợ như mẹ mong muốn, và chắc chắn sẽ bám trụ với gia đình, không lang thang đây đó nữa để làm ăn. Tưởng đã đi hẳn, biệt tích, không rẻ cóc chết 3 năm quay đầu về núi. Không biết nó còn giở trò gì nữa đây. Trước sau hắn cũng chỉ nhằm vào ngôi nhà của mẹ để đòi chia chác thôi. Thằng này là ghê lắm, chỉ giả bộ ngô nghê. Giờ chị tính sao? Còn tính sao nữa, lo mà đối phó đi. Chị chào hai cô. Em nói các chị thông cảm cho em. Chẳng qua tai họa ập xuống nhà em, cơn bão đã nhấn chìm tất cả các hàng hóa. Em đã cố gắng xoay sở mà không làm cách nào xoay sở được các chị ạ. Đấy là cả cơ nghiệp nhà tôi. Vì tin chị là người làm ăn đúng đắn, tôi mới giao cho. Vâng. Bây giờ mất trắng như thế này, tính sao đây? Thôi thì các chị cầm tạm số tiền này. Ừ. Kìa chị, rồi em sẽ xoay sở sau. Dù em phải bán cả nhà, em cũng xin trả nợ các chị không thiếu một cắc. Chị cầm lấy. Nhớ đấy nhá. Đã làm ăn thì phải tin nhau, phải giữ chữ tín cho nhau. Nói lời phải giữ lấy lời. Mau thu xếp và trả tiền cho tôi đi. Đừng để tôi đến đây nữa, phiền lắm. Vâng vâng, em biết ơn các chị đã giúp em trong lúc khó khăn thế này. Mong các chị thông cảm cho. Tốt nhất là giải quyết êm thấm, khỏi nhơn chính quyền. Dạ vâng ạ. Xin các chị cứ yên tâm. Đúng 15 ngày nữa em sẽ thu xếp đầy đủ không thiếu một cắc ạ. Nhớ là đúng 15 ngày nữa nhá. Dạ vâng ạ. Em lo lắm phải không? Vâng. Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi thầy U em biết chuyện vỡ nợ này. Buôn bán thua lỗ là chuyện thường. Cái chính là mình có gan chịu được không? Em yên tâm đi. Dù giá nào chị cũng không để cho em phải liên lụy đâu. Tôi tin ông bà là nhà giáo nên tôi mới cho vay vốn làm ăn chứ. Này, bà về, bà nói với cô, có nợ phải trả, không phải đâu. Bà cứ yên tâm. Nói cho bà biết là này, cô cũng ngon cũng ngọt, cho nên tôi mới chung vốn. Mà khổ đau thì con trốn, chứ có thể con chịu sao được. Bà nhớ bảo cô mình gặp nhé. Nhà cô, mà gặp bà đông con thì cũng phải sung sướng lắm nhé. Thầy nó. Cờ sự xảy ra là do bà tham. Tôi đã bao lần tôi cấm, tôi đuổi, nhưng bà có chịu nghe tôi đâu. Bà vẫn bao che cho nó. Bây giờ tôi hỏi bà, lấy đâu ra ngần ấy tiền để trả nợ đậy cho người ta? Mà không trả được cho người ta, bà và tôi có dám ra ngoài đường mà nhìn mặt mọi người nữa không? Xoan! Xoan! anh kia không lên đi để người ta còn xuống à? Này, trên bờ còn ai nữa đâu, định chở trâu qua sông này. Xoan này, lần này mình về là để xin cưới Xoan đấy. Tưởng đem quà cưới cho bà Thao mới phải chứ. Phải tội chết, đừng có nói thế vớ vẩn. Mình chỉ coi chị ấy như chị gái thôi. Nhận đi. Không nhận à? Thế thì ném nó đi. Ấy đừng. Vẫn tính nào tật ấy, biển biệt 4 năm chẳng có đến một lời. Có thế chứ. Xoan này, mình phải về nói với mẹ ngay. Mình phải về nói với mẹ ngay. Tên là Tú mà lại đánh dây chuyền tè sang. Thế nào? Ở nhà thế nào? Về bao giờ thế? Anh tôi à? Gớm, đường sáng lầy lội thế này mà cũng bò xuống tận đây. Cho mình xuống đây nhá. Mình mừng cả. Tôi à? Thế nào? Khỏe chứ? Giới thiệu lắm các bạn. Đây là Phú Quý, hay gọi là anh cái Tòe. Anh là tổ viên đặc biệt của chúng mình đấy. Đi anh, lên trụ sở nhá. Lên đi, lên. Nào, để mình đỡ cho. Cẩn thận nhá. Nào. Trơn quá. Cẩn thận nhá. Đi cả giày xuống đây thế này. Cảm ơn cậu. Rồi. Lần trước lên. Phóng ơi đỡ này. Đây đưa tôi. Rồi. Nào phải đất kia nữa nào. Đây chỗ mấy em ơi, nhanh lên. Tuê, nâng cao lên. Đỡ cho nó đi kìa. Về khi nào? Cẩn thận anh. Thế nào? Cậu thấy tổ hợp của mình bây giờ thế nào hả? Tuyệt. Tuyệt lắm các cậu ạ. Tăng cường phía kia. Giá như có khẩu súng, mình sẽ bắn liền 3 phát lên trời để ăn mừng cũng xứng đáng. Hay là tao đốt bánh pháo ở đây, có ai biết đâu mà lo. Không được. Phạm luật là không có chơi. Đây là toàn bộ sổ sách cân đối thu chi xuất nhập. Cậu kiểm tra trước đã. Tất nhiên rồi. Mình sẽ có thời gian để kiểm tra sổ sách và thực tế. Bây giờ mình cần ngay một số tiền để về nhà biếu mẹ và chuẩn bị cưới vợ. Tại sao cậu lại phải hỏi bọn mình? Toàn bộ cơ ngơi này đều do vốn liếng và cách làm ăn của cậu. Từ cậu mà ra, từ vốn đến kinh doanh, tiêu thụ nguồn hàng đều nhờ đến một tay của cậu. Bây giờ cần bao nhiêu tiền, cậu cứ lấy. Các cậu có nhớ cái đận mình vào Nam ôm mấy cây vàng ra để khai thác mảnh đất này không? Toàn bộ số tiền đó là của cậu Tòe. Nhưng cậu Tòe dặn không được để lộ cho ai biết chuyện này. Các cậu cứ lầm tưởng mình là ông chủ. Nhưng mà chỉ là ông chủ hờ. Chuyện cũng khá dài dòng. Nói gọn là như thế này. Sau một thời gian giúp việc cho bà Thao, mình đã học được khá nhiều kinh nghiệm và đã để dành được ít vốn. Gặp khi đất cát còn rẻ, mình đã bỏ ra toàn bộ số vốn liếng tích cóp được, mua được cả ngàn mét đất. Gặp đúng vị trí thuận tiện, mình bán đi, lãi được cả mấy chục lần. Thế là mình mới dám nghĩ đến việc tập hợp các cậu lại. Rồi mình đi học nghề, học cách làm ăn của thiên hạ. Rồi mình phải triệu thằng cha này vào giao phó để thực hiện kế hoạch thành lập tổ hợp của chúng ta, để xóa đi nỗi ám ảnh trong cái đầu của mình. Đó là hình ảnh những anh em thương binh Cửu Vạn. Mình nhớ lại cái ngày mới ở chiến trường về, không nghề, không vốn, phải tìm mọi cách để kiếm sống. Mặc dù báo chí, phim ảnh, động viên, khích lệ, nhưng mình không thích cái giọng thương cảm đó mà phải tự lập, phải học nghề để kiếm sống. Phải tập hợp nhau lại để mà làm ăn, để tự hào mình là những chiến sĩ đã góp một phần xương máu ở chiến trường. Cứ nhớ lại cái ngày tớ phải đội lễ vật, đi theo bà Thao cúng lễ ở đền bà Chúa Kho, đốt hàng đống đô la giả để vay vàng làm vốn. Bây giờ làm ăn khấm khá. Không chừng tớ với các cậu, chúng mình phải đi để tỏ lòng biết ơn. Nhưng là bà nào? Bà Chúa Kho hay là bà Thao? Con đã về đây. Trời ơi, mẹ đã biết tin, nhưng đâu có ngờ con về sớm vậy. Con, sao anh chị lại xếp mẹ ở chỗ chật chội thế này? Không sao con ạ. Con về là mẹ sung sướng lắm rồi. Con muốn tặng mẹ cái áo. Không biết có rộng lắm không? Mẹ mặc cho ấm để đi lễ chùa. À, mẹ cảm ơn con. Được rồi. Em chào anh ạ. Đây là loại thuốc chữa dạ dày cho anh. Cảm ơn em. Em chào các chị. Chú mới về. Hai chị. Chú. Em mua tặng hai chị để may mặc Tết. Cảm ơn chú. Của chị ạ. Cảm ơn chú. Vải đẹp quá. Hàng xịn đấy chị ạ. Thế à? Thím ơi, xem này, vải đẹp quá. Cháu Hằng đâu anh? Em có mua quà về cho cháu. Như chú đã biết đấy, anh chị đã khuyên can bao nhiêu lần. Kể từ khi cháu bỏ cao đẳng sư phạm về đi buôn với mụ thao, còn Hằng bị ma cuốn hút hồn thế nào mà mượn bao nhiêu tiền của mọi người, hùn vốn với mụ thao, buôn hàng chờ bằng tàu thủy. Cơn bão vừa rồi cuốn trọn tất cả. Nó với mụ thao đang phải bỏ trốn. Anh chị cứ bình tĩnh gọi cháu về đây, rồi ta sẽ tìm cách giải quyết. Em nghĩ bằng bất cứ giá nào cũng phải lo cho cháu anh ạ. Còn cách nào nữa hả em? Chỉ có cách bán nhà trả nợ cho nó. Không chỉ còn có nước ngồi tù nữa thôi. Không có chạy trọt gì hết. Bất hiếu nhìn nó, con ngồi tù nó mới sáng mắt ra. Kìa chị, để cho các anh ý tính. Con phải đi luôn đây. Ấy, sao mới về mà lại vội bỏ đi đâu thế hả con? Con sẽ xuống cơ sở sản xuất của tổ hợp thương binh, xem chúng nó có giúp được gì cho mình không. Dù sao, cháu Hằng cũng là máu thịt ruột già của mình. Cứ chạy còn hơn là đứng nhìn. Phải không anh? Này, dạ. Anh sẽ vào trong kia nhé. Vâng, vâng. Vâng, đỗ lại. Gửi anh tiền. Vâng, cho em xin. Có việc gì thế Toàn? Mình đang cần các cậu giúp đỡ đây. Đó là việc chị Thao và cháu Hằng đang bị truy nã vì tội chiếm dụng vốn của mọi người. Số tiền hôm qua mình cầm về định để lấy vợ cũng phải hoãn lại để lo cho hai người. Mình xin các cậu cho mình rút cổ phần của mình để chữa cháy. Cậu cần bao nhiêu? 30 triệu. Biết rằng lấy liền một lúc số tiền lớn như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự kinh doanh và tài chính của tổ hợp, nhưng mình không còn cách nào khác. Các cậu ráng giúp mình nhé. Nhất định là sẽ có khó khăn đấy. Nhưng tiền của cậu, rút hay để là quyền của cậu. Tớ với cậu vào làm thủ tục để Quý rút tiền giải quyết công việc. Ta vào đi. Vâng. Đã có chữ ký của ông Nguyên và ông Đỉnh thì phải chi thôi. Tiền đây, nhờ anh đếm hộ trước khi ra khỏi phòng. Vâng, cảm ơn anh ạ. Vâng. Cái ông Nguyên này liều thật, dám cho vay một lúc những 30 triệu. Phải cẩn thận với tay này mới được. Hắn mà cuỗm số tiền này biến mất tiêu thì anh em mình chỉ có nước vào nhà đá mà bắc địch. Được, tôi sẽ lên trên và tôi sẽ lên phòng thương binh xã hội để xem như thế nào. Đâu phải ngày 1, ngày 2 có được cơ ngơi như thế này. Có chuyện gì mà anh vội thế? Vẫn là chuyện cháu Hằng. Đã 4 tháng này tôi trốn nhà, bây giờ không biết tính sao đây. Thôi được rồi, vào trong này rồi ta tính. 4 năm chờ đợi, không một lời nhắn nhủ, không một lá thư. Vậy mà em vẫn chờ, vẫn đợi, vì nghĩ rằng anh còn phải đi lập nghiệp. Theo lời anh, em đã chuẩn bị nói với bố mẹ, giờ lại hoãn, nghĩa là sao? Biết em giận, em buồn, nhưng hiểu cho anh chỉ hoãn ít ngày thôi. Các anh là đàn ông con trai, chờ bao lâu mà chờ được. Còn em, con gái có thì. Đây là việc đột xuất mà, anh không thể nào làm khác được. Em hiểu cho anh. Ngoài số tiền chuẩn bị cưới, anh đã phải rút thêm tiền cổ phần để có tiền giúp chị trả nợ. Cứ về đến nhà, dính đến chị Thao là anh lại gây chuyện thay đổi. Đừng nghĩ sai cho anh. Trước sau, anh chỉ coi chị Thao như chị gái. Thôi được, anh cứ ở đây mà lo cho chị anh. Tôi phải về đây. Ơ kìa, Xoan, Xoan! Đứng lại! Có được chút vốn liếng và tạo lập được cơ sở thương binh như ngày nay chính là nhờ những ngày đầu chị Thao đã giúp anh. Ngày anh bỏ nhà ra đi, chính chị Thao đã tìm đến anh, cho anh vay vốn, lo đầu ra cho anh ở phía Bắc. Giờ chị gặp hoạn nạn, chẳng lẽ anh lại ngoảnh mặt làm ngơ? Xoan, vì anh, em hãy gắng đợi một thời gian, giúp anh tìm bằng được chị Thao và cháu Hằng, gọi họ về, giúp họ trả nợ. Không thể trốn mãi được đâu. Anh thì lúc nào cũng vậy, thay đổi như chong chóng ấy, ai mà chiều được. Có thế mới gọi là tòe. Thôi mấy đứa làm đi. Anh Hùng ơi, ngày mai chúng ta mới ra nhà Vân nha. Chúng ta về em nha. Kìa, thầy nó vừa về. Thế thầy nó đi, có được việc gì không? Con Hằng thế nào? Tôi đã gặp chú Khang để vay tiền và nhờ chú ý giúp tìm hộ con Hằng, không biết là có được không. Mà chả hy vọng gì đâu. Thầy nó ăn chuối. Nhắn tìm người nhà, chú Vũ Phú Quý. Nhắn tìm cháu Vũ Lệ Hằng, 22 tuổi, ở thôn Thượng, xã Yên Bình, huyện Liễu Gia, tỉnh Nam Định. Nay cháu ở đâu về nhà gấp, chú và gia đình sẽ tha thứ và giải quyết. Nhắn tìm... Thế này thì nó có giết tôi không cơ chứ? 4 tháng này tôi đã giữ kín. Nó vừa mới về, nó đã vạch áo cho cả làng cả xóm biết. Bà đi tìm nó ngay sang đây cho tôi. Chú Quý. Dạ. Chú sang ngay Ngan Bảo. Vâng. Này. Ai cho phép chú được đăng trên tivi để bôi xấu tôi lên như vậy? Lần thứ nhất chú về đây đã tằng tiệu với mụ Thao, phải bỏ đi biệt xứ. Bây giờ vừa mới về đến nhà, chú đã làm loạn cả lên. Thì anh bình tĩnh đã nào. Bình tĩnh thế nào bây giờ? Vì không những cả làng cả xóm biết, mà cả nước biết là tôi có đứa con trốn nhà trốn nợ ra đi. Thế nếu như không tìm thấy cháu Hằng, chẳng lẽ anh cứ để cháu trốn chui trốn lủi mãi như thế? Rồi hậu quả sẽ ra sao nếu như cháu bị quăng ra giữa đời? Hậu quả ra sao mặc tôi. Đây là chuyện nội bộ gia đình tôi, không can dự gì đến chú. Còn anh, nhưng là cháu tôi không thể để như thế được. Chú không có quyền bôi do chát cháu vào mặt tôi. Đây không còn là chuyện nội bộ nữa, là tương lai của cháu Hằng. Tôi phải có trách nhiệm giải quyết. Nếu như cháu Hằng vẫn chưa chịu về thì tôi sẽ còn tiếp tục đăng tivi nhiều lần, chứ không phải là một lần. À, mày cút ngay ra khỏi nhà tao. Anh đừng có giữ cái bệnh sĩ nữa. Chuyện đã xảy ra rồi thì phải nhanh chóng tìm cách cứu chữa. Đừng có để cho tình huống xấu đi. Đến lúc đó có cứu cũng không kịp đâu. Khi cháu Hằng có bị pháp luật sở đến hoặc phải vào tù. Không cần mày phải dạy khôn. Mày cút ra khỏi nhà tao ngay. Cút. Kìa, Quý. Quý ơi, đứng lại đã. Ai cho phép anh làm như vậy? Ai cho phép anh đuổi nó đi? À, thì ra bây giờ anh to quyền lắm. Muốn làm gì thì làm. Muốn cho ai ở thì ở, mà muốn đuổi ai đi thì người ấy phải đi. Ồ, còn đâu muốn thế à? Anh không muốn thế, nhưng anh lại làm thế. Ôi, thế này thì nhà cửa đấy anh cứ ở, cả cái gia sản này anh cứ hưởng. Còn tôi sẽ đi ở với thằng Quý. Tôi không thể ở cái nhà này được nữa. Kìa U ơi. U ơi, con xin U. Bỏ ra. Con xin U mà. U. Con xin U. Thầy nó ơi. Kìa, bỏ ra mà. Con xin U. Con có lỗi U à? Để rồi con khuyên chú ấy. Nóng nảy thì nói vậy thôi, chứ anh em thì làm sao mà bỏ được nhau. Mẹ đâu có muốn bỏ đi như thế này, nhưng không thể để thằng Quý nó sống vất vưởng không người chăm sóc. Thì con nào cũng là con, nhưng dẫu sao ông An cũng đã yên bề. Thôi, mẹ cứ yên tâm ở đây với con. Chú Tuệ đi đồng muối chiều về, thấy mẹ sẽ rất vui à. Mẹ. Ấy, cứ để đấy mẹ dọn cho. Đây là giường của mẹ. Mẹ cứ nghỉ lại đây. Chú Tuệ sẽ nghỉ ngoài kia. Rõ khổ. Cháu chào bà. Chào cháu, ngoan quá. Ba rửa mặt để cháu dọn cơm về bà. Bác Nguyên bảo cháu không được để bà buồn. Ba rửa mặt. Để bà tự rửa được. Ngồi xuống đây với bà. Ôi dồi ôi, mồ hôi mồ kê thế này này, để bà rửa cho nhá. Chú Quý! Chị Thao! Chị đã về đấy à? Chú ăn đất đấy à? Chú Tuệ! Hằng! Cũng may là có chú về. Nếu không cháu và cô Thao đã ngồi tù 10 rồi. Phải cái tội tham, muốn có ngay một số vốn lớn. Chứ cháu và cô Thao đâu có ý lừa gạt ai. Chỉ vì trời Phật không thương mình thôi. Làm ăn thất bại thì chú cũng thuộc loại no đòn rồi. Có gan thì mới làm giàu được cháu ạ. Chú hiểu mà. Thôi về đi. Chị Thao. Tuệ. Chị làm sao thế? Kìa, chị Thao. Chị em gặp nhau phải mừng vui mới phải chứ. Chị có cái gì cho em ăn còn hơn là cứ cái kiểu nước mắt nước mũi như thế này. Quả là ngay từ đầu chị đánh giá chú không sai. Đúng là anh bộ đội tốt bụng. Chị cảm ơn chú đã giúp chị khỏi bị ngồi tù. Chị nhầm rồi. Tổ hợp thương binh không phải như mọi người trong làng cứ nghĩ đâu. Lái buôn đâu toàn phải là những người xấu. Không phải tiền của em đâu. Đây là của tập thể cho mượn đấy. Chú cứ giấu chị làm gì? Chị biết cả rồi. Sau này chị sẽ cố hoàn trả dần. Chú biết đấy, chị đâu phải là người chịu thua hoàn cảnh. Bảo chú kho hại chị. Đồ làm phủ chị cũng chẳng thèm đốt nữa. Ê chú Tuệ, chú không công bằng nhá. Gặp cô Thao là quên ngay con cháu đứng ở đây. Mày cứ đứng yên đấy. Tao chưa hỏi tội mày đâu đấy nhá. Chị Thao này, hôm em đến xin việc chị có hỏi em là sĩ quan trong quân đội, bây giờ đi phụ việc một con mẹ lái buôn, chú có sĩ không? Em trả lời chị, tôi làm công ăn lương. Và hỏi lại chị có trốn thuế, có buôn lậu không? Chị trả lời là không. Thế là hợp đồng miệng giữa em và chị trước sau như một. Có đúng như thế không nào? Bây giờ em là ông chủ, nhờ chị giúp việc cho em. Chị có sĩ không? Lái buôn bị người ta coi khinh là chuyện thường. Quen rồi. Việc quái thì phải sĩ. Thế bây giờ chị làm gì cho chú? Chị lo đầu ra cho tổ hợp, cung cấp ba tôm cho các cửa hàng ăn uống trong thành phố và vươn tới Hà Nội. Nói chung chị làm lưu thông phân phối là hợp nhất. Hưởng lương hay phần trăm? Sao chị hỏi giống em thế? Tùy chị, em theo nguyên tắc đôi bên cùng có lợi. Thế nào, được chứ? Được. Bây giờ đến lượt cháu đây. Cháu đã về nhà và xin lỗi bố mẹ chưa? Cháu chỉ không gặp may chứ không có lỗi. Cháu không về nhà nữa. Cháu sẽ ở đây với bà và chú. Chú chỉ đồng ý khi được phép của bố mẹ cháu. Hiểu chưa nào? Chú không cho thì cháu vẫn ở với bà. Trước khi ra đây cháu đã gặp bà rồi mà. À, con bé này ghê gớm thật. Dám dựa vào bà để bắt nạt chú hả? Chị Thao, chị khuyên nó đi. phải về nhà xin lỗi bố mẹ. Được rồi, cháu sẽ về xin lỗi. Cháu sẽ nghe lời chú. Nhưng sao không thấy chú ký hợp đồng mời cháu làm việc gì cả vậy? Mày đang học sư phạm thì bỏ ngang. Bây giờ muốn làm kinh tế thì phải đi học đã. Chú sẽ ký hợp đồng với cháu, cho cháu thi đại học, tốt nghiệp đạt loại ưu. Sẽ ưu tiên cho cháu chức trưởng phòng kế toán của tổ hợp thương binh. Thế chú không sợ? Với bằng C tiếng Anh và tốt nghiệp đại học, cháu sẽ đi làm cho một doanh thương nước ngoài hay sao? Hoan nghênh thôi. Nhưng trong hợp đồng đào tạo, chú sẽ gạch hai điều. Tốt nghiệp xong phải đền bù toàn bộ số tiền đào tạo cộng với tỷ lệ phần trăm tiền lời tính theo lãi suất của ngân hàng. Tuệ ơi, chú phải bảo mọi người gọi đúng cái tên khai sinh là Phú Quý, chứ cấm không được gọi là Tuệ nữa. Chứ nếu cứ như thế này thì mọi người lại tưởng chú vẫn đang giấm đài. Cậu đợi lâu chưa? Vào đây tôi bảo. Đây, các cậu vào cả trong này. Các cậu làm ăn thế này à? Năm tấn xi măng mà chỉ để xây con ngần ấy mương giữ nước. Kế hoạch của ai mà các cậu cho triển khai hàng loạt đầm nuôi tôm, trong khi tôi đã nhắc đi nhắc lại là chỉ xây thí điểm rồi rút kinh nghiệm đã. Vì tin anh em, lúc đó mình mới hăng lên, thừa thắng xông lên chứ. Xông lên cái con xông lên để dẫn nhau vào chỗ chết à? Sáng nay tôi đã phải lội tận xuống dưới đầm mới phát hiện ra bị ô nhiễm nặng. Mà tại sao khi làm đầm nuôi tôm, các cậu không phát hiện ra ống khói của nhà máy? Nó lù lù ra đấy, tuôn ra đủ thứ mà các cậu không thấy à? Tao chưa hiểu tại sao bị ô nhiễm như thế mà giờ này tôm vẫn chưa chết hàng loạt. Điều này thì tao đã học được ở trong đó. Nhiều cơ sở thất cơ lỡ vận chỉ vì không giữ được môi trường trong sạch cho tôm. Chiều nay tao cũng đã vào kho xem số hàng đan lát. Nhiều đôi giày bị lỗi, một số thùng hàng đã có sản phẩm bị mốc. Chúng mày nên nhớ, chỉ một lần sai kỹ thuật, không đảm bảo chất lượng, làm mất uy tín với chủ hàng là không bao giờ ký lại được hợp đồng một lần nữa đâu. Chạy lên. Rồi chuyển cả trước lên cho xe nó còn đi nào. Cái nào, mạnh mà nào. Rồi. Đây cho em xin một thùng nữa. Mấy chị kia nhanh lên nhá. Còn trước lên. Đỡ này. Này, hai chị đã biết tin tức gì chưa? Cái nhà anh Tẻo thế mà ghê, rút hàng trăm triệu đồng của tập thể để đi cứu người tình là bà Thao đấy. Lại còn định đưa mẹ lên để chiếm nhà của tập thể. Này, tin tức ở đâu mà độc địa thế? Cho em tôi rút tiền cổ phần của mình ra đấy chứ. Này, thường bình người ta đang kiện ấm lên đến tận sở tận tỉnh, này mà chuyện vỡ lở ra chối không được. Đấy, thím thấy chưa? Thằng này nó toàn gây rắc rối thôi. Đây này, thím xem có phí công mình không. Thấy giàu bất chợt vậy, tôi đã nghi ngay là đồng tiền bất chính rồi mà. Vâng, uổng công hai chị em mình chăm sóc, nấu bồi dưỡng cho chú ấy. Ôi giời ơi, các bà cũng chả tử tế gì, màng bồi dưỡng xuống cho nó để mong nó cho lộc chứ gì. Cuộc họp hôm nay là hết sức quan trọng đấy công ạ. Đúng rồi. Có thanh tra của trên sở xuống đấy. Ừ. Thế cơ. Vậy là chúng mình phải hỏi rõ ràng, không thể mập mờ như từ trước nay rồi. Bởi vì mình bỏ tiền ra hết đúng không? Trật tự công ơi, trật tự. Đến với cuộc họp của chúng ta có đồng chí Lê Văn Tiến, chuyên viên của Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh. Đến với cuộc họp của tổ hợp chúng ta có đồng chí Phú Quý, một thành viên đặc biệt trong ban sáng lập ra tổ hợp. Cái thằng rút tiền của tổ hợp đấy. Chưa cô nhỉ? Nó lên đi bà ơi, muộn rồi. Này, nhưng nghe nói đâu ấy, 4 miếng là của cậu ta tích góp được. Khổ ngập này, do chính cậu ta bỏ tiền để ký lập đi chứ. Gì của tham nhũng ở đâu, có chứ lại rồi. Tham nhũng ở đâu mà chẳng có. Nhưng mà thanh tra trên Sở Liên minh đã phải họp rồi đấy. Mọi chuyện rồi sẽ biết ngay ấy mà. Đã đài đến bao giờ. Mà thôi, chuyện của người ta, kiện người ta. Đúng rồi, là thế mình nói chuyện thế thôi. Ra kệ thì ai cũng kệ. Cái cậu Toàn này tệ thật. Dám lấy tiền công quỹ để trả nợ. Nếu thế thì liều thật. Đúng đứt đuôi con đồng mọc rồi còn gì nữa. Chuyện phải trái trắng đen ra sao, tổ hợp thương binh người ta họp sẽ biết ngay đấy mà. Ôi chỗ này nhiều lắm. Đâu ra bà ơi, trẻ con đang vớt tôm chết nhiều lắm. Ra mà xem bên này. Chết rồi. Đấy, cả bờ cái này. Đấy, đã bảo không nuôi là không nuôi. Bao nhiêu tiền của đổ vào đây chứ ít đâu. Ô nhiễm môi trường, nước này không nuôi được tôm đâu. Đưa đây cho chú nào. Tôi bây giờ lấy tiền ở đâu ra, lôi vốn hết cả một lượt rồi. Mang vào trong kia. Tất cả vào trong kia hợp đồng mà. Một đống tôm chết này, bao nhiêu tiền của đổ, lúc đấy có phải ít đâu. Bây giờ Cậu đã thấy chưa? Sao hàng của mình lại trả về thế kia anh em ơi? Tại sao thế nhỉ? Kém thực chất người ta giả ra như thế. Làm gì rồi? Làm cái này là thua lỗ rồi. Hàng thì trả lại, tiền thì ban quản trị cho người, mang đi thì đâu có cái này thì lấy đâu không được. Chứ cần trả lại được gì nữa? Làm ăn thua lỗ cái đời lấy tiền để làm nhà. Không được. Anh em mình đúng như thế đấy, làm ăn thua lỗ mà còn lấy tiền cho người tình vay. Đưa cho cô Hồng kiểm điểm, không thể bỏ được. Đưa về kiểm điểm. Bà con, xin bà con hãy bình tĩnh, xin bà con hãy thông cảm. Làm ăn thất bại là chuyện bình thường. Thua kèo này, ta bày kèo khác. Xin bà con hãy bình tĩnh để xem xét, và chúng tôi sẽ cố gắng tìm cách để giải quyết. Nếu bà con không nghe tôi nói thì tôi đi vậy. Thôi thôi, mọi người đi đi không? Làm cái gì mà ầm ĩ lên thế hả? Đến dự với chúng ta hôm nay còn có đại biểu của Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh, là cơ quan quản lý giúp đỡ chúng ta. Thế mà anh em không tỏ ra một chút lịch sự tối thiểu nào cả. Phải bình tĩnh để làm việc chứ. Tôi xin hỏi, các anh kia, anh còn nhớ cách đây không lâu khi anh xuất ngũ, anh làm gì? Anh chỉ là một chân rửa bát thuê cho hàng phở bến xe. Về đây, đành rằng tiền lương cũng chỉ tương đương, nhưng ở đây anh giữ được thể diện, giữ được phẩm chất bộ đội hơn, đúng không nào? Còn cậu Thành, cậu thử nghĩ xem, khi chưa về tổ hợp, cậu chỉ là tay cửu vạn bốc vác tạp vụ. Cậu đã làm được gì trước khi về đây? Về đây, chẳng những cậu được làm việc tốt, vợ con cũng ổn định, công ăn việc làm, đời sống hơn chán vạn lúc cậu đi làm cửu vạn. Về đây, chúng ta giữ được danh dự quân nhân, không phải đi làm thuê nữa. Làm ăn, có thắng, có thua. Bây giờ mới chỉ nghe một vài thất bại mà chúng ta đã quay lại cắn nhau. Các cậu có biết, mới tối qua đây thôi, tôi và anh Đình đã bị anh Phú Quý, tức là anh Tuệ đó, mắng té tát vào mặt như thế nào không? Anh ấy mắng chúng tôi là làm việc không đúng quy cách. Anh ấy chỉ đi kiểm tra một lượt đã phát hiện ra việc nuôi tôm không chuẩn bị chu đáo, vì không tính đến cái nhà máy đang làm ô nhiễm môi trường kia kìa. Đã bị nhiễm bẩn vào nước nuôi tôm và còn thắc mắc tại sao đến bây giờ tôm chưa chết. Thì hôm nay tôm chết hàng loạt vào đúng cuộc họp. Anh ấy đã phát hiện ra hàng xuất khẩu chúng ta kém phẩm chất, không hợp quy cách, bị trả về. Vốn liếng của chúng ta ở đây, mỗi người chỉ thế chấp một cái thẻ thương binh, đúng không nào? Được 1 triệu đồng đúng không? Còn anh Phú Quý có vào tổ hợp bao nhiêu? Cả 100 triệu đồng mới có cái cơ ngơi để chúng ta tồn tại và phát triển đến ngày hôm nay. Nói 100 triệu ai chứng nhận điều đó? Tôi chứng nhận anh Phú Quý là người đã góp cả 100 triệu đồng, có đầy đủ luận chứng kinh tế. Anh Nguyên là người ký thay. Người mất cả 100 triệu đồng thì bình tĩnh tìm cách tháo gỡ. Còn chúng ta mới mất có 1 triệu đồng đã vội quay lại mắng nhau. Thử hỏi còn xứng đáng là đồng đội của nhau nữa hay không? Tôi tin rằng anh Phú Quý sẽ tìm mọi cách tháo gỡ, vực tổ hợp của chúng ta lên. Kìa Xoan, em ra đây từ lúc nào thế? Anh này, đây là nữ trang của anh cho em, và mấy món của mẹ cho. Anh cứ dùng tạm để góp phần nào với anh em giải quyết những khó khăn trước mắt. Xoan này, em nghĩ sao mà lại làm vậy? Em có tin những lời đồn đại về anh không? Em tin anh. Chúng mình quen nhau từ thời còn chăn trâu kia mà. Có hôm mải chơi, để trâu ăn lúa của người ta, em bị bố đánh mà anh lại khóc. Có nhớ không nào? Nhớ chứ. Anh làm sao mà quên được. Giờ em cất những thứ này đi. Cảm ơn em lắm. Anh sẽ phải cố gắng lo liệu cùng với tổ hợp để chấn chỉnh và vượt qua mọi chuyện. Chuyện là như thế đấy. Gia đình chúng ta có một thiếu úy trong nhà mà không biết đánh giá hết. Nghĩ mà xót xa cho chú ấy. Không còn cách nào khác, tôi quyết định cho chú Quý thế chấp ngôi nhà này để chú ấy lo việc. Tính về mặt pháp lý, phần của mẹ đã là một nửa ngôi nhà này. Bây giờ cộng thêm cả phần của chú ấy, chú ý được nhiều hơn là lẽ đương nhiên. Cả nhà chúng ta phải tập trung giúp chú ấy vượt qua cơn hoạn nạn này. Thế nào, bà thím đó? Chúng tôi là phận đàn bà. Các ông đã quyết định rồi, tôi đâu dám phản đối. Ôi, Kiều U, các con. U về. U đã về. Những giấc mơ đi suốt cuộc đời, có những giấc mơ chan chứa buồn vui. Qua bao đói nghèo, qua bao đắng cay, làng quê thanh bình. Chào nghiêng cánh cỏ xôn xao lũy tre. Tôi trở lại làng quê, nghe tiếng ru mẹ xưa. Tôi trở lại tuổi thơ, trong đáy sâu hồn tôi, kỷ niệm còn đây dâng sóng qua lời ca. Rào rạt dòng sông, in cánh chim lạc xưa, nghe rào rạt thời gian, thương nhớ câu đò đưa, lời mẹ ru con theo giấc mơ bình yên. Vẫn ngàn năm trông chờ, có những giấc mơ thao thức một đời, có những giấc mơ chan chứa buồn vui. Qua bao đói nghèo, qua bao đắng cay, làng quê thanh bình. Chào nghiêng cánh cỏ xôn xao lũy tre, tôi trở lại làng quê nghe tiếng ru mẹ xưa, tôi trở lại tuổi thơ trong đáy sâu hồn tôi, kỷ niệm còn đây dâng sông qua lời ca. Rào rạt dòng sông in cánh chim lạc xưa, nghe rào rạt thời gian thương nhớ câu đò đưa, lời mẹ ru con theo giấc mơ bình yên. Vẫn ngàn năm trong chờ có những tiếng ru, có những giấc mơ theo suốt tháng năm.